Ayo, xin chào các bạn. Chào cảm ơn các bạn đã đến với clip review mới nhất của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unboxing một nhân vật đến từ trong game. Đó chính là The Holy Man. Đây là sản phẩm đến từ nhà sản xuất Very Cool. Đó, các bạn có thể thấy thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Thì có bao bì gồm như là hộp carton như thế này. Chữ hoa thì mình không biết. Nó có mã là DZS001. Đó, các bạn thấy không? One ship, chữ tiếng Hoa không biết đọc. Dưới này là một cái số cái thông tin về cái sản phẩm, giống như là cái nhà phát hành game nè, cái tên game nè. Còn đây là cái tên hãng sản xuất feature nha các bạn. Hôm nay mình sẽ khui hộp em này ra. Đó, hãng này làm rất là đẹp nha các bạn. Đây là về game, phim hình. Các bạn có coi phim màn hình của Trung Quốc thì các bạn sẽ thấy họ làm những cái 3D đó rất là đẹp. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa. Mình sẽ xin mở. Làm feature cũng không có xa lạ gì. Nhưng mà đây là lần đầu tiên họ làm theo cái dạng game đó các bạn. Hộp rất là to. Mình cũng đang tò mò là bên trong có cái gì mà to tới vậy. Thông thường những cái hãng làm to như này chỉ có những cái statue, là những cái tượng các bạn, resin đồ người ta mới làm hộp to như thế này. Còn này là feature thường thì không biết nó như thế nào. Đó, sau khi chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng nhân vật ở đây liền. Theo thông tin mình nắm được á, đây chính là Pháp Hải nha các bạn. The Holy Man là Pháp Hải nha, chứ không phải là Đường Tăng nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Ở đây họ có một cái tem chống hàng giả ở đây nữa các bạn. Rất là đẹp. Giờ dính bao bì nên có thể là chúng ta không thấy. Đó các bạn thấy không? Có thể mở cái bịch này ra chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Về cái phần bên ngoài của hộp thì họ làm rất là tốt các bạn. Cái seal rất là dày. Xung quanh hộp không có gì. Ở dưới này là cái thông tin các bạn. Đó, này là của Hồng Kông Limited các bạn. Cái sản phẩm này hiện tại trên thị trường đã hết hàng rồi nha các bạn. Và có hàng thì giá cũng rất là cao luôn. Đó, cái hãng này các bạn chơi game nhiều các bạn biết nè. Rồi đây là cái trang web của cái hãng này luôn. Và được làm ở Trung Quốc. Có những cái mã code. Đó, các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn vô web coi cho nó đầy đủ nha. Ok. Ôi hàng. Đó. Sau khi chúng ta mở ra thì nó sẽ coi dễ hơn các bạn. Đây, như mình nói là cái này là cái phần tem nữa các bạn. Tem 7 màu để chống hàng giả các bạn. Các bạn mà biết tiếng Hoa đọc tiếng Hoa giùm mình nhé. Đây. Cái hộp này không có phải là cái hộp mà chúng ta có seal đồ nha các bạn. Nó không có kiểu như mở ra một bên. Đây là cái 500. Và nó là một cái diorama luôn. Đó các bạn thấy không? Nó là hít. Đây, bên trong cảnh rất là đẹp luôn. Một khung cảnh gọi là hùng vĩ các bạn. Đây là cái tượng Atula nè. Nếu mình nhớ không lầm, đây là Atula. Tượng thần cỏ các bạn. Các bạn để cái phích vô đây chụp thì thôi rồi, khỏi nói là hết bài luôn. Sau cái hộp này chúng ta sẽ có một cái miếng đậy lại á. Không biết dùng từ ngữ gì nhưng mà cái miếng đậy lại này họ dùng để vẽ sản phẩm hoặc là giới thiệu sản phẩm lên. Để cho bạn đưa với bạn coi. Đó, hàng hãng làm rất là đẹp nha các bạn. Chi tiết nữa. Nó có cái bay hiện chi nó phải to. Những cái con như thế này nha các bạn, mình lưu ý luôn là rất là dễ bâu.
tạo thế nào nó cũng đẹp á, tại vì suit nó là vải, nó không có độn nhiều như mấy con mà mặc giáp. Đây mình xin mở ra. À, sau khi kéo ra thì vẫn còn một lớp nữa nha các bạn. Các bạn thấy. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Nó đẹp hơn mình tưởng tượng chứ các bạn. Thì các bạn thấy á, một cái hãng mới nhưng mà họ rất là biết lấy lòng khách hàng nha các bạn. Họ cho đến hai head. Hai cái head. Thì mặt trước chúng ta chỉ có trong này là gồm một cây trượng, một cái hép, một cái nón. Đây là phần cái phần thứ hai, thì một cái hộp feature thì nó luôn có hai phần, phần đầu dùng để đựng phích hoặc là đựng phụ kiện trước tùy theo hãng đó. Đây là một cái bay, cũng nặng nha các bạn, cái bay rất là nặng. Một cái áo cà sa, một cái quyển trục, năm cái bàn tay thay thế, một cái cây dùng để bay bay nè các bạn, dùng để tạo kiểu bay, và một cái sâu chuỗi đó các bạn, cái sâu chuỗi. Rất là chi tiết nha các bạn. Rất là đẹp. Ok, mình sẽ để ra một bên rồi mình sẽ lấy ra từ từ cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy cái bay, cái diorama của người ta đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Mình sẽ giới thiệu trước sơ. Thứ nhất các bạn thấy đây là một cái sợi dây, quên, cái sợi chuỗi rồi. Nó rất là đẹp. Đây các bạn, một con chuỗi có khắc cái chữ chi tiết. Thứ hai là một cái nón. Cái nón này là bằng nhựa, rất là đẹp, dây dù luôn, rất là chắc, các bạn sẽ không lo bị đứt nha các bạn, nhìn giống như nón lá Việt Nam nha các bạn. Tiếp theo đó là một cây trượng. Ồ, cây trượng này kêu như trong cái phim Bất Phụ Như Lai Bất Thủ Khâm nha các bạn, nghe len keng len keng. Và cái cây này làm bằng kim loại nha các bạn, một điểm cộng rất là đáng giá. Thường những hãng mới ra sau này họ không có dùng die cast các bạn, họ vẫn dùng chất liệu là nhựa cho giảm chi phí á. Nhưng mà Very Cool thì họ xài luôn die cast, rất là đẹp. Đó. Một cái áo cà sa, áo cà sa như này. Đó, quá trời đẹp luôn. Cái này khác với cái phiên bản áo đường tăng nha các bạn. Mình nghĩ các bạn sẽ nhận ra được liền. Áo đường tăng nhìn đẹp hơn, nó có chữ nữa. Đó, rất là đẹp. Mình để vậy nha. Chúng ta có chụp, chụp như thế này. Cái này họ làm cứng nha các bạn, họ không có làm mỏng. Rất là đẹp. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái cây stand này dùng để giữ con Phật Hải. Tiếp theo đó là những cái bàn tay. Năm bàn tay thay thế các bạn. Đây. Đó, gồm 5 bàn tay thay thế. Mình sẽ đặt ở đây. Mấy cái bàn tay này sẽ giúp chúng ta tạo nhiều cái tư thế hơn.
Và cái mà đáng nhất cũng là cái bay. Cái bay này các bạn rất là to. Cái bay này là giống như kiểu của con Inlay của Quang Vũ các bạn. Nhưng mà cái này rộng nên nó nhẹ hiệu à. Nhưng mà đây là một phụ kiện cũng ok, hợp lý. Xin để vô trong cùng. Và nhân vật chính của chúng ta là đây. Đây các bạn, rất là đẹp. Chúng ta có hai head. Một á là head nhắm mắt như thế này. Dùng đạo dùng chúng ta tạo cho cái tư thế mà dạng như thiền hay là cái gì đó. Chúng ta có sẵn là cái tay nắm này. Dạ các bạn. Đây các bạn. Đó. Rất là đẹp, tay này dùng để cầm cây chữ nha các bạn. Đó, tay này cũng vậy. Nói chung á thì các bạn, để mình cho các bạn coi. Khớp rất là cứng. Tại vì hàng mới các bạn. Đây, không nhiều hãng làm được cái đôi giày như thế này các bạn. Cái này thì họ làm một cái vớ từ đây lên luôn xong họ đan lại. Còn bình thường á chúng ta sẽ thấy họ làm tối giản hơn nhiều. Họ làm một cái cục nhựa như thế này. Xong rồi có cái cốt chân ở đây gắn vô cái giày là xong. Nhưng mà hãng này làm rất là đẹp các bạn. Đó, phía sau nè. Ôi trời ơi. Đẹp. Con phích này đẹp các bạn. Rất là đáng tiền. Để dựa nó vô đây. Cái hack thứ hai đó chính là cái hack mở mắt. Như các bạn đã biết rồi thì có nhắm tất nhiên là phải có mở. Đây họ làm rất là chi tiết nha các bạn. Đây là điểm đáng giá nhất trên cái bộ này. Và không qua gì mà mình cũng có kết một con này rồi. Trong lúc mà đợi con này về các bạn. Đây là phiên bản tăng chưa được tập tạ các bạn. Nên tiền. Đó các bạn thấy không? Đây cũng là một cái tăng luôn. Nhưng mà tăng này có xong chỗ các bạn. Rất là thú vị khi mình vừa kết xong thì hàng cũng vừa về khoảng chừng vài ngày gần đây. Mới hôm qua các bạn, mới về hôm qua, chính xác là hôm qua. Đó các bạn thấy. Rất là đẹp. Để mình đem xuống cho các bạn coi so sánh. Đó các bạn thấy. Cực kỳ là đẹp. Mình rất là thích nhân vật này nha các bạn. Nhưng mà so sánh để hai bên tất nhiên thì nó không bằng Vicen được. Tại body thì vốn dĩ là đã có khớp rồi. Nhưng mà được nằm trong cái lớp áo nên không sao cả, nó rất là đẹp. Đẹp về mọi mặt luôn. Đó. Khớp thì mình tạo thế được rất là nhiều nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã đến đã dành thời gian theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký hoặc subscribe cho mình để mình có thêm động lực làm video clip cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Các bạn nào quan tâm thì mình có để cái fanpage, các bạn có thể vào truy cập xem những sản phẩm mà bên mình đang có nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.